Khác biệt luôn là một điều gì đó ẩn chứa rủi ro và hiểm nguy. Bởi lẽ, những con cừu đen luôn phải gánh chịu chỉ trích, phê phán cùng sự chối bỏ của đồng loại. Hiccup trong chuỗi phim Bí kíp lượn rồng là hiện thân của sự khác biệt như vậy. Lạc lõng trong chính gia đình, cậu bé Viking yếu ớt phải đơn độc tìm cách khẳng định bản thân giữa thế giới tràn ngập những con rồng hung tợn. Liệu rằng Hiccup sẽ giết rồng để được xã hội công nhận hay bứt phá lối riêng theo tiếng gọi bên trong? Sự khác biệt của Hiccup có giúp cậu đứng vững trước một thế giới tàn khốc và lạnh lùng? Và cậu sẽ đối diện như thế nào với những nỗi đau thể xác lẫn tinh thần đến từ sự dị biệt của mình? Nhân dịp năm mới Giáp Thìn, hãy cùng Phê Phim lượn vài vòng vào mảnh đất kỳ bí, khám phá những điều khác biệt giữa con người, giống loài và triết lý sống. Tại ngôi làng Burg xa xôi giữa biển khơi, bộ lạc Viking đã tồn tại hàng trăm năm và đối chọi trực tiếp với thể địch mạnh mẽ, những con rồng. Không như những động vật thông thường hay côn trùng gây hại, những con rồng nhăm nhe tấn công Burg mạnh mẽ, to lớn và đa dạng về hình dáng. Chúng có khả năng bay, phun lửa, nhà độc và triệt hạ những con mồi nhỏ bé trong một nốt nhạc. Thế nhưng, con dân của Burg không nằm trong số đó. Dẫu thua thiệt về thể trạng hay vũ trang, những người dân Viking vẫn không ngần ngại đứng lên chiến đấu, phát triển kỹ năng giết rồng điêu luyện cũng như xây dựng cuộc sống an bình giữa vòng vây của thú dữ. Trong đó, thủ lĩnh Stoic được mệnh danh là người giết rồng mạnh mẽ, kiên cường và bản lĩnh nhất. Khi cả làng đang bị oanh tạc bởi một bầy rồng khổng lồ, Stoic vẫn bình tĩnh dẫn dắt những chiến binh đánh trả và áp đảo kẻ thù. Dù vậy, Stoic vẫn không tài nào kiểm soát được một thứ nhỏ bé và yếu đuối hơn rất nhiều, cậu con trai Hiccup. Sống giữa những người dân to cao vạm vỡ, Hiccup được ví là người Viking tệ nhất với cơ thể eo uột, sức mạnh yếu ớt cùng những suy nghĩ khác thường. Cậu như kẻ lạc loài trong mắt cha cùng toàn bộ người dân. Mặc cho bạn bè cùng trang lứa được tham gia hỗ trợ cuộc chiến, Hiccup bị tống vào lò rèn, phụ việc cho ông Bác Copper và không được can dự vào chiến trường. Do vậy, Hiccup vẫn nung nấu tinh thần chiến binh và không chấp nhận đứng ngoài cuộc. Hiểu rõ khuyết điểm bản thân, Hiccup đã vận dụng tài trí để chế tạo nên cỗ máy bắn rồng ưu việt nhưng lại bị chê cười. Không chấp nhận bị xem thường, cậu vẫn ngoan cố đẩy cỗ máy ra chiến trường để nhắm bắn con rồng huyền thoại Night Fury. Và cậu đã thành công, bắn hạ con rồng truyền thuyết bay với tốc độ kinh hoàng đến nỗi không ai có thể nhìn thấy. Dù vậy, cậu không tận tay bắt sống con rồng nên cũng chẳng ai tin. Không những thế, vận rủi cũng là đặc sản đi kèm với Hiccup. Cậu vô tình bị một con Monstrous Nightmare truy sát. Ngay trước khi đứa con phiền phức trở thành gà quay, Stoic đã kịp thời giải vây, bón hành cho con rồng và giải cứu quý tử. Nhưng ngôi làng Burg lại không may mắn thế. Vì màn rượt đuổi giữa Hiccup và con rồng, cây cột lớn bị đổ xuống, phá tan hàng loạt ngôi nhà và công trình. Trong cái rủi lại có cái xui, Hiccup càng bị coi thường và khắc sâu danh hiệu kẻ mang đến thảm họa trong suy nghĩ mọi người. Sau cuộc đổ bộ của lũ rồng, Stoic quyết định phải diệt trừ hiểm họa một lần và mãi mãi. Ông quyết định sẽ dẫn đoàn quân người Viking tìm đến hang ổ của rồng để diệt cỏ tận gốc. Trước khi ra đi, ông vẫn lo lắng về đứa con trai khác biệt, ngang bướng và luôn làm những điều quái dị. Không còn cách nào khác, ông đành phải cho cậu tham gia chương trình huấn luyện giết rồng để sẵn sàng cho tương lai. Và đúng như sự thấu hiểu của ông bố, ngang bướng và bất ngờ luôn là tôn chỉ hành động của cậu con trai. Dù đã bị nhốt vào nhà, Hiccup vẫn trốn đi và đến khu rừng để tìm kiếm chiến lợi phẩm. Đang mò mẫm tìm kiếm, cậu phát hiện con rồng to lớn, đen tuyền, đang nằm gọn trong đống dây được cậu bắn ra khi tối. Hồ hởi trước con mồi khổng lồ, Hiccup lấy hết dũng khí để kết liễu con thú và giành lấy vinh quang, thứ mà cậu vẫn luôn thèm khát. Nhưng trước khi hạ thủ, cậu nhìn thấy ánh mắt sợ hãi, cam chịu và đau đớn của con rồng. Cậu như nhìn thấy chính mình, kẻ lạc lõng giữa nơi được gọi là nhà. Với sự khác biệt vốn có, cậu làm điều ngược lại với truyền thống của người Viking, cắt đứt sợi dây ràng buộc để trả tự do cho con rồng. Chính nhờ sự yếu đuối và quá khứ bị kỳ thị, Hiccup mới thấu cảm nỗi khổ của kẻ bị trà đạp. Cậu không muốn ai phải chịu đựng những niềm đau như mình, cậu muốn tìm kiếm sự giải thoát cho những người cùng khổ, cho chính mình. Ngay sau khi được cởi trói, con rồng nhào đến, đè cậu xuống và giống lên đầy căm phẫn như chút mọi nỗi bực tức. Rồi nó tung cánh phóng đi. Nhưng cú bắn khi tối của Hiccup đã làm một vây ở đuôi bị đứt, nên con rồng không bay bình thường được nữa. Nó loạng choạng đâm đầu vào đá rồi ngã xuống, trong khi thủ phạm làm đứt vây cũng gục ngã vì quá sợ hãi. Trở về nhà trong đêm tối, Hiccup đối diện với thái độ lạnh lùng và áp đặt của cha. Một cách vụng về, Stoic ra sức chỉ trích những đặc điểm của cậu bé mà ông cho là điểm yếu. Sau đó, ông bắt ép con trai phải tham gia huấn luyện giết rồng, điều mà cậu bé nhân từ không hề mong muốn. Không còn cách nào khác, Hiccup đành phải nghe lời để làm cha vui lòng. Biết rõ mình đang ép con một cách ích kỷ, Stoic cũng không dám bày tỏ sự dằn vặt trước mặt con. Ông kìm nén cảm xúc rồi tiến bước vào cuộc chiến sinh tử. Những ngày sau đó, Hiccup tham gia quá trình huấn luyện,
nhưng sự vụng về yếu ớt khiến cậu trở thành gánh nặng cũng như nhiều lần suýt mất mạng. Mặc cho sự dè bỉu của bạn bè, cậu dần dần thân thiết và thấu hiểu hơn về Night Fury, sinh vật huyền bí chưa từng có ghi chép gì trong sử sách. Cậu phát hiện con rồng đã bị rơi vào một cái hố khổng lồ được bao quanh bởi vách đá. Vì mất một phần vây ở đuôi, con rồng không thể bay cao lên và đối diện với nguy cơ chết đói. Dùng những con cá để làm thân, Hiccup đặt tên cho con rồng là Toothless vì hàm răng lúc bình thường bị giấu đi nên nhìn như bị sún cả hàm. Cậu cũng làm lại cái vây bị khuyết để giúp con rồng có thể bay trở lại và trở thành người Viking cưỡi rồng đầu tiên trong lịch sử. Và khi được sống đúng với bản năng tự nhiên, Hiccup thực sự tỏa sáng. Những kiến thức có được về tập tính loài rồng nhờ quá trình tiếp xúc với Toothless đã giúp Hiccup dễ dàng vượt qua những bài huấn luyện và trở thành idol giới trẻ. Sau khi nhận thất bại ê chề mà không thu được gì, Stoic trở về làng trong sự ngỡ ngàng khi đứa con trai làng nhàng đã trở thành ngôi sao sáng. Bằng toàn bộ sự tự hào, Stoic vụng về tìm đến để tặng Hiccup chiếc mũ đội đầu làm từ bộ giáp của người mẹ quá cố. Vượt qua những đối thủ khác, Hiccup vinh dự trở thành người được giết con rồng đầu tiên trước sự chứng kiến của toàn dân. Trước khi bước vào thời khắc trọng đại, bí mật của cậu bị Crush Astrid phát hiện. Vốn là một ngôi sao đang lên, Astrid bị chiếm lấy hào quang bởi sự trỗi dậy của Hiccup. Bởi vậy, cô mới theo dõi và hết sức kinh hãi khi phát hiện Hiccup đang huấn luyện một con Night Fury. Định bụng sẽ thông báo với dân làng để vạch trần đối thủ. Cô bé bị Toothless cắp đi và khuyến mãi một vòng trao lượn để nỗi mê say những con rồng kỳ lạ cùng người huấn luyện kỳ khôi. Phút giây hạnh phúc chưa kéo dài được bao lâu thì hiểm nguy lại ập đến. Khi đang bay, Toothless bị chi phối nên bay trong vô thức đến một hang ổ bí ẩn. Tại đây, vô số con rồng mang tế phẩm đến thả vào một cái hố đỏ rực như cửa địa ngục. Trong số đó, có một con chỉ thả được một con cá nhép. Lập tức, một cái miệng khổng lồ tua tủa răng nhọn nhô lên và nuốt chửng con rồng tội nghiệp. Không chỉ vậy, con rồng chúa Red Death đã phát hiện hai kẻ không mời nên nhắm đến tấn công. Không chút chần chừ, Toothless phóng vụt đi giữa bầy rồng đang bay tán loạn trước sự nổi giận của chúa tể. Ngày hôm sau, mang theo nỗi hoang mang về việc bảo vệ Toothless và cảnh báo về con rồng khủng bố, Hiccup bước vào cuộc chiến cuối cùng. Cậu phải hoàn thành thử thách giết con rồng Monstrous Nightmare để chứng minh sự trưởng thành. Trước sự ngỡ ngàng của cha cùng dân làng, Hiccup bắt đầu thể hiện kỹ năng luyện rồng tuyệt đỉnh. Thế nhưng, những hành vi của cậu là không được chấp nhận trong mắt của người cha độc đoán. Ông tức giận đập búa khiến con rồng hoảng sợ, trỗi dậy bản năng hung dữ và quay sang tấn công Hiccup. Dù cha và Astrid đã liều mình hỗ trợ, Hiccup vẫn không thoát khỏi sự truy sát của con rồng cho đến khi Toothless xông đến ứng cứu. Phát hiện con rồng lạ, cả làng xông vào để áp chế con mồi. Chuẩn bị phản kháng, Toothless lại bị Hiccup ngăn lại nên đánh bó tay chịu trói. Mặc những lời van nài khẩn thiết của con trai, Stoic không kiềm chế được sự thất vọng và phẫn nộ. Đối diện với cha, Hiccup vẫn ra sức cầu xin đừng làm hại Toothless. Vô tình, cậu đề cập đến lý do lũ rồng cứ cướp phá gia súc. Chúng bị ép phải cúng nộp thực phẩm cho con rồng chúa để giữ mạng sống. Có được thông tin đắt giá, vị trưởng làng quyết tâm xông thẳng vào hang ổ của con rồng, diệt trừ những con thú dữ, một lần và mãi mãi. Trước khi đi, ông cũng buông những lời nói cay nghiệt làm tổn thương Hiccup, đứa con khác biệt. Chứng kiến cha đưa Toothless rời đi, Hiccup hối tiếc vì mình đã vô tình kéo chú rồng vô tội vào chỗ chết. Thế nhưng Astrid đã động viên và giúp cậu nhớ lại lý do không giết Toothless. Bởi lẽ, con rồng với đôi mắt long lanh đã soi chiếu tường tận tâm can cậu bé lạc loài. Cậu nhìn thấy con người yếu đuối, mỏng manh và luôn phải che giấu những điều chân thật nhất của mình. Đối diện với sinh vật tưởng chừng chết chóc, Hiccup được sống thật và được công nhận sự khác biệt. Cậu bé sẽ không bỏ rơi người đầu tiên chấp nhận mình. Bằng sự điên rồ và quả cảm, Hiccup thuyết phục bạn bè thuần phục những con rồng trong đấu trường và xông thẳng đến hang ổ của Red Death. Nhờ Toothless chỉ đường, Stoic tìm được nơi muốn đến. Thế nhưng, ông và đồng đội phải thúc thủ trước sự hung bạo của con rồng chúa. Chứng kiến cơ thể khổng lồ cùng sức mạnh vượt trội, Stoic biết rõ chỉ có cái chết đang chờ đợi y hệt cái tên của đối thủ. Hy sinh thân mình để dân làng chạy thoát, ông ngỡ ngàng khi chứng kiến con trai cùng đồng đội đang cưỡi trên lưng những kẻ thù chuyên kiếp đến giải cứu. Bằng kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm, cả nhóm đánh lạc hướng Red Death trong khi Hiccup đến giải cứu át chủ bài Night Fury. Thế nhưng, con rồng khổng lồ đã vung đuôi đánh tan chiếc thuyền và dậm chân nhấn chìm cả hai xuống biển. Vội vàng phóng theo người bạn thân, Hiccup liệm đi vì không đủ dưỡng khí. Tưởng chừng mọi hy vọng đã tiêu tan, Stoic phóng theo, vớt con trai mình và bứt tung dây xích thả Night Fury ra. Dù nói những lời cay độc, Stoic vẫn hết mực yêu thương con trai, vẫn muốn dành những điều tốt nhất cho con. Nhưng với sự vụng về cùng với cương vị trưởng làng, ông không cho phép mình chấp nhận sự yếu đuối khác lạ và đi ngược lại truyền thống như Hiccup.
Đến những giờ phút sinh tử, người cha thô kệch giật tung xiềng xích của con rồng, xiềng xích của sự ràng buộc, cũng như xiềng xích của những gánh nặng trong lòng để đứa con yêu quý sống cuộc đời theo cách mong muốn. Ông biết rõ rằng Hiccup không cần phải trở nên giống ông mà sẽ tự đứng vững trên đôi chân gầy guộc theo cách riêng của cậu. Có được sự ủng hộ của cha, Hiccup lao thẳng vào cuộc chiến. Cậu tấn công vào dụ con rồng khổng lồ bay theo những tầng mây. Ẩn mình trong mây, Hiccup ra lệnh cho Chutlis liên tục bắn phá và đục thủng đôi cánh của Red Death. Bực mình trước đối thủ phiền toái, con rồng chúa khạc lửa sáng rực cả khung trời để bắt kẻ thù phải lộ diện. Sau khi đã hoàn thành sắp đặt, Hiccup cưỡi Chutlis lao thẳng xuống để kẻ địch phải bám theo. Khi gần sát mặt đất, Chutlis quay người lại, khạc lửa thẳng vào cái miệng đầy răng nhọn của Red Death. Giật mình trước đòn đánh bất ngờ, con rồng khổng lồ vung cánh nhưng cặp cánh bị rách không đỡ nổi thân hình đồ sộ của nó. Tông thẳng xuống đất, cái chết của kẻ bạo chúa tạo nên một vụ nổ khổng lồ. Phóng rồng bay nhanh, Hiccup tìm cách luồn lách để thoát khỏi biển lửa, nhưng cái vây nhân tạo đã cháy khiến Chutlis không còn điều khiển được hướng bay. Khi đang hoang mang, cái đuôi khổng lồ của con rồng chúa đập cà vào hai khiến Hiccup văng ra khỏi yên. Dũng cảm lao theo, Chutlis kịp thời ôm lấy và cứu mạng Hiccup khỏi cửa tử, nhưng cậu vẫn bị mất một chân. Tỉnh dậy sau cơn hôn mê, Hiccup ngạc nhiên khi Chutlis đang ở trong nhà mình. Không chỉ vậy, Burke đã trở thành mảnh đất đầu tiên trong lịch sử có loài người và rồng cùng chung sống hòa bình. Một cảnh tượng trong mơ được tạo nên bởi sự khác biệt của Hiccup, sự thấu cảm dành cho những con rồng cùng lòng quả cảm để sống đúng với những điều bên trong mình. 5 năm sau đó, Burke đã dần chuyển mình thành vùng đất lý tưởng phù hợp cho cả người và rồng. Từ những con thú bị đuổi giết, rồng trở thành vật nuôi, thú cưỡi và giúp ích cho con người trong cuộc sống thường nhật. Giờ đây, thú vui của người dân không còn là giết rồng mà là xem đua rồng như dân phù thủy thưởng thức Quidditch trong Harry Potter. Dẫu vậy, Hiccup vẫn vui sống với sự khác biệt của riêng mình khi cậu chủ động tránh xa những cuộc vui của dân làng. Thay vào đó, cậu thỏa sức tìm tòi, thí nghiệm mọi thứ và hào hứng khám phá các vùng đất mới cùng Chutlis. Vừa bổ sung một vùng đất mới vào tấm bản đồ, Hiccup vừa trò chuyện cùng cô bạn gái Astrid về lời nhắc tiếp quản vị trí trưởng làng. Mặc cho kỳ vọng của cha cùng sự ngưỡng mộ của dân làng, Hiccup vẫn muốn sống cuộc đời tự do, khác biệt và thong dong theo ý muốn. Trong lúc còn đang tranh luận, cả hai vô tình phát hiện ra một vụ nổ lớn. Nhanh chóng bay đến hiện trường, đôi bạn phát hiện những cột băng khổng lồ khiến một con thuyền bị mắc kẹt. Đang ngơ ngác trước quang cảnh kỳ lạ, một toán người bắn lưới khiến Stormfly của Astrid bị mắc kẹt và rơi xuống. Nhanh chóng tóm lấy Astrid đang rơi, Hiccup cùng Chutlis đối diện với bằng bẫy rồng được dẫn đầu bởi Arid. Trao đổi cùng toán người, Hiccup biết về tên bạo chúa Draco Bovis đang xây dựng một đội quân rồng và sẽ thẳng tay trừng trị những kẻ làm trái lệnh. Trong lúc kẻ định tìm cách cướp lấy con Night Fury quý giá, Chutlis khạc tia năng lượng làm cột băng khổng lồ rơi xuống. Nhân lúc hỗn loạn, Hiccup cắt dây cho Stormfly rồi cả nhóm cùng nhau trốn thoát khi tâm trí vẫn còn vẩn vơ với cái tên Draco. Quay trở về làng, Hiccup lập tức cập nhật cho cha về sự đe dọa đến từ kẻ lạ mặt. Nghe thấy cái tên quen thuộc, Stoic lập tức ngưng bặt bài diễn thuyết về vị trí trưởng làng và kêu gọi toàn dân chuẩn bị cho một cuộc chiến tổng lực. Trước sự hoảng hốt của cha, Hiccup cảm thấy kỳ lạ. Đáp lại câu hỏi của cha, Stoic nhớ lại những ký ức kinh hoàng về một cuộc họp những vị trưởng làng. Tên Draco đột nhiên xuất hiện, yêu cầu các ngôi làng phải quy phục để đổi lấy sự bảo vệ của hắn trước loài rồng hung bạo. Đáp lại lời tuyên bố hùng hồn của Draco, những trưởng làng đồng loạt cười nhạo hắn ta. Buông lời đe dọa, hắn rời đi ngay trước khi một con rồng tấn công và nhấn chìm tất cả trong biển lửa. Chỉ riêng Stoic là thoát được và còn sống sót. Bởi vậy Stoic hiểu rõ Draco là một kẻ tàn độc và sẽ thẳng tay tàn sát bất kỳ ai ngáng đường. Trái lại với lời khuyên của cha, Hiccup vẫn tin rằng những người luyện rồng không hề xấu và cậu có thể thuyết phục Draco có cái nhìn khác đi. Mặc cho cha ngăn cấm, cậu cùng Astrid tìm đến băng bẫy rồng của Arid để nhờ dẫn đến gặp Draco. Nhưng Stoic không cho phép đứa con trai dù dại đi vào chỗ chết. Ông cùng dân làng tìm đến và ngăn cản Hiccup. Tuy nhiên, cứng đầu là đặc thù của người Viking nói chung và gia đình Stoic nói riêng. Càng bị ngăn cấm, Hiccup càng muốn tự mình đến gặp Draco. Cậu phóng đi trước sự phẫn nộ của cha, bỏ lại Astrid cùng mọi người ngơ ngác nhìn theo. Không thể bỏ rơi đứa con ngoan cố, Stoic cùng Gobber phóng rồng theo để lôi cậu về. Sau khi bỏ đi cùng Chutlis, Hiccup phóng vào tầng mây và giáp mặt một người luyện rồng kỳ lạ. Cậu bị đánh rơi khỏi yên rồi được một con rồng khác cắp lấy, trong khi Chutlis đang rơi xuống biển băng vì không còn người điều khiển. Từ phía sau, một con rồng khổng lồ âm thầm áp sát và ngoạm lấy Chutlis, để lại mặt nạ phòng hộ của Hiccup nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Đến một núi băng khác, Hiccup được đưa vào một hang động bí ẩn.
Tại đó, cậu gặp lại Toothless và đối mặt với người luyện rồng lúc nãy. Chứng kiến những kỹ thuật điều khiển rồng điêu luyện, Hiccup càng bất ngờ hơn khi người đó chính là mẹ của mình. Nhiều năm về trước, khi Burke vẫn còn là một sứ sở giết rồng, Valka đã mang cho mình sự khác biệt khi thấu cảm cùng thiên địch và ngăn cản tập tính của người dân. Vào đêm định mệnh đó, một con Cloud Jumper đã thâm nhập vào nhà trong lúc Hiccup còn đang đỏ hòn. Thế nhưng, Valka đã hết sức kinh ngạc khi Hiccup hồn nhiên nắm lấy móng vuốt của con rồng hung dữ đang nhìn ngắm mình. Khi nghe thấy tiếng động lạ, con rồng quay phát đi, vô tình làm móng vuốt cào vào cằm của Hiccup và để lại một vết sẹo cho cậu. Sau đó, con rồng nhìn đắm đuối vào Valka như phản chiếu linh hồn, nỗi băn khoăn và sự khác biệt bên trong bà. Bỗng nhiên, Stoic phóng rìu và lao đến khiến con rồng giật thót mình, phun lửa tứ tung và cắp Valka bay đi. Trước sự buồn thảm của hai cha con, Valka tưởng chừng đã mất mạng. Thế nhưng, bà vốn được đưa đến hang ổ của rồng. Tại đây, một con bị Wildebeest đã bảo vệ cho vô số rồng có một cuộc sống bình yên, tránh xa những kẻ muốn làm hại những con thú vô tội. Đổi lại, những con rồng khác sẽ xem bị Wildebeest là con đầu đàn và tự nguyện phục tùng, chỉ trừ những chú rồng thiếu nhi bất trị. Trải qua nhiều năm chung sống và tìm hiểu, Valka hiểu rõ những tập tính cùng bí ẩn của lũ rồng hơn bất kỳ ai. Và Hiccup thực sự hạnh phúc khi có người cùng chia sẻ niềm yêu thích rồng với mình. Niềm vui còn được nhân lên nhiều lần khi Stoic tìm đến. Sau khi phát hiện chiếc mặt nạ của Hiccup, ông đã cho con Skullcrusher đánh hơi và dẫn đường đến hang động bí ẩn. Gặp lại người vợ yêu dấu, ông không kiềm chế được cảm xúc. Cùng nhau, hai người ôn lại những kỷ niệm xưa và mơ ước về cuộc sống hạnh phúc bên nhau, bên những con rồng. Thế nhưng, không phải ai cũng chia sẻ tình cảm chân thành với loài rồng như Hiccup và Valka, đặc biệt là tiền bạo chúa Draco. Sau khi bị bỏ lại, Astrid cùng đồng đội lo lắng Hiccup và Stoic có thể bị Draco bắt giữ nên đã ép Eric dẫn đến căn cứ của lão ta. Tưởng chừng giúp ích được người thương, cả nhóm lại vô tình trở thành sao qua tạ. Khi đang thăm dò căn cứ địch, cô nàng cùng đồng đội bị những tên lính phát hiện và giải lên trước mặt tên độc tài. Tưởng rằng hắn sẽ run sợ như những kẻ địch khác, Draco làm cả nhóm phải bất ngờ khi thản nhiên khuất phục con Monstrous Nightmare. Khác biệt với Hiccup và những người dân Burke dùng tình yêu thương, Draco luyện rồng bằng sự cuồng bạo. Khi hay tin Burke đã trở thành sứ sở luyện rồng, tên bạo chúa quyết định dẫn quân đến triệt hạ Valka cùng hang ổ rồng, sau đó hắn sẽ đánh chiếm Burke để độc chiếm lại rồng. Trước khi rời đi, Draco ra lệnh giết Eret vì đã dẫn những kẻ cưỡi rồng phiền toái đến chỗ hắn. Sau khi bọn lính phóng giáo mác, con Stormfly đã phóng đến và vươn mình che chở cho tên bẫy rồng. Sau đó, Eret cùng Astrid và nhóm bạn bị ép phải nhảy xuống biển băng. Cảm phục vì được rồng cứu mạng, chàng thợ bẫy rồng đánh gục tên lính, cởi dây trói và lên đường tẩu thoát. Lần đầu tiên, Eret tự mình thuần phục một con rồng rồi cùng cả nhóm tiến đến trận chiến của Draco. Tại thành trì băng giá, Valka cùng chồng và con trai đang vui vầy sau hàng chục năm xa cách thì kẻ thù tìm đến. Draco liên tục tấn công khiến Big Wildebeest cùng những con rồng khác phải lâm trận. Tưởng chừng có lợi thế vì nắm trong tay con đầu đàn, những chiến binh cưỡi rồng phải bất ngờ khi Draco triệu hồi một con Big Wildebeest khác tham chiến. Với sự hung hãn của mình, con Big Wildebeest của Draco đã giết chết địch thủ và giành lấy vị trí đầu đàn để kiểm soát bầy rồng. Nghĩ rằng Draco cũng giống mình, Hiccup ra sức thuyết phục tên độc tài. Thế nhưng hắn ta khác biệt với cậu. Khi Hiccup có được tất cả nhờ rồng, hắn bị rồng cướp đi gia đình. Hiccup được tung bay trên bầu trời nhờ rồng, tên bạo chúa lại bị rồng cướp đi một cánh tay. Và Hiccup coi rồng là bạn, là sinh vật để thấu hiểu. Thì với Draco, rồng là để cai trị, là công cụ để phục vụ mưu đồ. Ngay sau đó, Draco ra lệnh cho con đầu đàn thao túng Toothless và hạ sát Hiccup. Không ngờ đến khác biệt to lớn, Hiccup đối diện với cái chết đau đớn bởi chính người bạn thân nhất. Phóng thẳng vào làn đạn, Stoic đỡ lấy phát bắn định mệnh và qua đời. Đối diện với cái chết của cha, Hiccup nhận ra có những khác biệt không thể thay đổi và cậu phải trả giá cho sự ngây thơ của mình. Bỏ mặc kẻ địch đang than khóc, Draco cưỡi trên Night Fury tiến đến và giành quyền thống trị Burke. Sau khi đưa tiễn cha theo nghi thức của người Viking, Hiccup được mẹ vực dậy tinh thần tiến vào cuộc chiến để cứu lấy bộ lạc như một vị trưởng làng thực thụ. Cưỡi trên những con rồng nhí, Hiccup cùng mọi người chật vật bay trở về Burke chiến đấu với kẻ thù giết cha. Đối diện với Draco, cậu chứng minh sự khác biệt khi giúp Toothless thoát khỏi sự khống chế của con Big Wildebeest, điều mà kẻ chỉ biết cai trị bằng sự cuồng bạo sẽ không bao giờ ngờ đến. Sau khi trở lại vị trí quen thuộc, Hiccup bịt mắt và tai Toothless để ngăn chặn tín hiệu từ con đầu đàn. Với kinh nghiệm bay lượn cùng bộ cánh tự chế, Hiccup đánh ngã được Draco khỏi con Big Wildebeest. Khi đang đắc thắng, cậu không hay biết rằng con rồng đầu đàn đang ở ngay phía sau và khạc băng thẳng vào mình. Ngay lập tức, Toothless đã kịp thời ôm chầm lấy Hiccup, thức tỉnh cấp độ siêu Saiyan Blue để phá tan lớp băng. Không chấp nhận những người yêu quý bị đe dọa,
Toothless ngang nhiên thách thức con đầu đàn, giúp những con rồng khác thoát khỏi sự kiểm soát. Now do you get it? This is what it is to earn a dragon's loyalty. Cùng nhau, bầy mãnh long tung hơi thở của rồng đánh sấp mặt tên bạo chúa. Ngay khi con rồng khổng lồ gầm lên tiếng giống phản kháng, Toothless vận 100% công lực, tung một phát bắn toàn lực làm chiếc sừng khổng lồ gãy ra. Khiếp sợ trước sức mạnh cùng sự uy dũng của đế vương bóng đêm, con The Wild Beast cúp đuôi chạy trốn trong sự hò reo của người dân cùng những tiếng gầm rền vang của lũ rồng. Sau cùng, những con rồng từ từ đáp xuống, cúi đầu trước tân vương Night Fury Toothless. Cùng lúc đó, Hiccup đón nhận vị trí mình đã chối từ bấy lâu, chính thức trở thành trưởng làng và chăm sóc cho người dân cùng những con rồng ở xứ Berk. Sau khi gây dựng được hòa bình, Hiccup cùng đồng đội dấn thân vào một nhiệm vụ mới, giải cứu loài rồng. Tiến đến một đội chiến hạm trong đêm tối, những người bạn của Hiccup cùng sự hỗ trợ của Valkha dễ dàng giải thoát những con rồng đang bị giam giữ. Tuy nhiên, vẫn có một con Light Fury có khả năng ẩn thân bị cả nhóm bỏ qua. Sau khi đưa được những thành viên mới về Berk, Hiccup được Copper cảnh báo vì số lượng thành viên cứ không ngừng tăng lên, cũng như những mối hiểm họa ngày càng lớn đang nhắm vào vùng đất. Bên cạnh đó, ông cũng nhắc nhở Hiccup và Astrid tính toán về ngày thành hôn của đôi trẻ. Trốn tránh những lời nhắc nhở của ông bác, Hiccup tìm đến mỏm núi quen thuộc, suy ngẫm về thế giới bí ẩn từng được nghe cha kể lúc nhỏ. Mong ước xây dựng một cuộc sống bình yên cho người và rồng, vị trưởng làng trẻ tuổi quyết tâm tìm ra mảnh đất trong truyền thuyết. Bỗng nhiên, Toothless phát hiện điều gì đó nên lao nhanh vào khu rừng bên dưới. Chạy đến một mảnh rừng, chú rồng ngỡ ngàng ngần ngơ khi nhìn thấy điều đẹp nhất trong đời, một con Light Fury kiêu kỳ duyên dáng. Đang thăm dò nhau, cô nàng Light Fury bỗng khạc lửa vào cây cổ thụ khi phát hiện Hiccup và Astrid đang theo dõi rồi vung cánh bay đi, bỏ lại kẻ si tình. Ngày hôm sau, Hiccup phải đưa Toothless quay trở lại khu rừng để tìm kiếm bạn tình. Thế nhưng, Toothless buồn rầu vì chẳng tìm được ý trung nhân. Nhưng Hiccup lại phát hiện mối hiểm họa khi có một chiếc phi tiêu chứa dung dịch màu tím cùng một cái bẫy khổng lồ được sắp đặt sẵn. Mang thông tin về ngôi làng, Hiccup được nghe Eret kể về kẻ địch nhờ nhận ra món đồ thủ công đặc thù. Hắn là kẻ săn rồng khét tiếng Grimmo, một kẻ máu lạnh mưu trí và luôn dắt mũi kẻ thù vào đúng cái bẫy đã dựng sẵn. Ngay đêm đó, Hiccup được giáp mặt kẻ thù khi hắn tự tìm đến ngôi nhà của cậu. Bất ngờ thay, Grimmo như một phiên bản trưởng thành của Hiccup nhưng đã lựa chọn khác đi. Với sự tài trí tinh nhạy và bền bỉ, Grimmo có thể bắt được hàng tá những con Night Fury chỉ có trong truyền thuyết, điều mà chỉ Hiccup làm được trong suốt lịch sử hàng trăm năm của người Viking. Khác với Hiccup lựa chọn kết bạn với lũ rồng, Grimmo giết rồng, giành lấy danh vọng và trở thành thợ săn rồng hàng đầu thế giới. Dẫu đã sắp xếp phục kích tên thợ săn, Hiccup và đồng đội vẫn không thể ngăn chặn hắn trốn thoát. Ngay khi tên thợ săn phát tín hiệu, những con Death Gripper ẩn nấp trên nóc nhà lập tức phun axit làm cả nhóm chạy tán loạn nếu không muốn bị tan chảy. Chứng kiến kẻ thù tan tác, Grimmo thản nhiên rời đi trong khi tuyên bố sẽ quay lại để hoàn thành mục tiêu giết chết Toothless. Lo lắng trước mối đe dọa to lớn từ kẻ địch, Hiccup buộc phải thông báo cả làng di tản, rời khỏi mảnh đất cắm rùi hàng trăm năm của tổ tiên. Dẫu không hề mong muốn, những người dân Viking cũng phải làm theo hiệu lệnh của trưởng làng và tìm đến vùng đất mới. Và nơi họ dừng chân được đặt tên là New Berk cũng đã nằm trong sự tính toán của Grimmo. Đêm hôm đó, khi mọi người đang say giấc, Light Fury lại quay lại để thăm Toothless. Con rồng màu trắng dẫn dụ đế vương bóng đêm đến một mảnh đất trống, rồi cùng nhảy điệu múa quyến rũ bạn tình. Nhưng khả năng tán tình của Toothless đã đi ngược lại với sức mạnh uy vũ. Chẳng những không hấp dẫn được cô nàng trắng sáng, những điệu múa đi vào lòng đất của cậu chàng khiến đối phương phải ngoảnh mặt quay đi. Vào nước đường cùng, Toothless đành chung bí chiêu chỉ mình có, vẽ chân dung crush. Dù vẽ nguệch ngoạc và vụng về, Toothless vẫn thuyết phục được người tình chính thức phóng đổ tim em. Ngay giây phút đặt chân vào tim nàng, chú rồng vụng về cũng lĩnh hội được bài học xương máu như chủ nhân Hiccup, đó là vợ luôn đúng. Khi Light Fury vô tình dẫm vào nét vẽ, Toothless gầm gừ để rồi phải im bặt ngay khi nóc nhà cất tiếng. Sau đó, cô nàng dẫn Toothless bay lượn phố vài vòng nhưng cậu chàng đành chịu vì chưa thể tự bay một mình. Bỗng nhiên, Light Fury phát hiện ra Hiccup nên vội vàng bay đi, để lại kẻ si tình kêu nài khẩn thiết dưới làn nước lạnh giá. Quay trở về làng, Hiccup bắt tay cải tạo chiếc vây để Toothless có thể tự bay mà không cần người điều khiển. Sau khi có được chiếc đuôi mới tinh, Toothless phóng vút đi, lang thang trên những tầng mây cho đến khi tìm thấy người tình. Cùng nhau, hai chú rồng lượn lờ khắp trốn, đu đưa cùng gió, trao nhau tình yêu. Không chỉ vậy, Light Fury còn chỉ dẫn Toothless khả năng biến mất sau cú nổ, nâng trình của vị đế vương lên một bậc. Sau đó, cô rồng dẫn Toothless đến một thác nước khổng lồ rồi kéo tuột cậu chàng xuống dưới, tiến vào mảnh đất bí ẩn mà Hiccup vẫn hoài kiếm tìm.
tại Newburgh và càng hoảng hốt quay về sau khi phát hiện hàng trăm chiến hạm đang hướng đến với sự chỉ dẫn của Grimmel. Lo lắng những hiểm nguy khi kẻ địch chạm bến, Hiccup đề xuất cả nhóm chiếm lấy thế chủ động, xông thẳng vào hang ổ địch để bắt giữ Grimmel. Khi cả nhóm xông vào, Grimmel đã chờ sẵn và tiếp tục thả lưới sắt để tóm cổ con mồi. May mắn thay, Cloud Chamber của Valka chờ sẵn bên ngoài, kéo lưới để cả nhóm chạy thoát. Thế nhưng, cô nàng Roughnut trong hai anh em sinh đôi lại bị sót lại. Sau khi quay về làng, Hiccup bế tắc vì không tìm ra được giải pháp cho một kẻ thù quá đỗi hùng mạnh. Thấu hiểu nỗi băn khoăn của bạn trai, Astrid đưa cậu đi tìm tung tích của Toothless, trợ thủ đắc lực nhất của Hiccup. Cưỡi trên lưng Stormfly, cả hai tìm đến rìa thác nước khổng lồ nơi tận cùng thế giới. Phóng xuống thác nước sâu thẳm, cả hai bất ngờ khi nhìn thấy một thế giới kỳ vĩ, rộng lớn và tràn ngập màu sắc. Tại đây, Toothless đã trở thành vị vua chân chính và hạnh phúc bên cạnh người thương. Khi đang ngậm ngùi vì biết phải chia sẻ người bạn thân, cả nhóm bị một con rồng lớn phát hiện. Trong lúc hai người bị truy đuổi, Toothless đã phóng đến và kịp thời dùng uy quyền để bảo vệ cho đôi trẻ. Sau đó, cậu chàng đưa chủ nhân quay trở lại Newburgh. Trên lưng rồng cưng, Hiccup chăn trở và buồn rầu khi không thể kéo dài hơn quãng thời gian hạnh phúc. Khi chuẩn bị nói lời chia tay, Light Fury lại tìm đến, khiến Hiccup nuôi hy vọng về một cuộc sống hạnh phúc giữa người và rồng tại Newburgh. Bỗng nhiên, kẻ thù định mệnh đã tìm đến xứ sở trong mơ. Trong quá trình giam giữ, cô nàng Roughnut lải nhải mải miết khiến tên thợ săn Grimmel không chịu đựng nổi nên phải thả con tin đi. Với toàn bộ sự thông tuệ, Roughnut không nhận ra đó là cái bẫy dẫn dụ kẻ thù tìm đến. Ngay giây phút hạnh phúc của Hiccup, Grimmel đến và phun phi tiêu triệt hạ Light Fury. Đối diện với kẻ địch hùng mạnh như Toothless, Grimmel cũng nhẹ nhàng phun phi tiêu để triệt hạ con mồi. Rời đi với chiến lợi phẩm, Grimmel ra lệnh Toothless báo lũ rồng không được đuổi theo nếu không muốn người tình đi đời. Không còn cách nào khác, Toothless phải báo hiệu bầy rồng dừng lại trước sự hả hê của tên gian ác. Sau khi Toothless bị bắt đi, Hiccup suy sụp vì mất đi đôi cánh, vũ khí cùng đồng minh mạnh mẽ nhất. Thế nhưng Astrid đã đến bên để nhắc nhở cậu về những thế mạnh độc nhất. Sự thấu cảm giúp thu phục loài rồng, lòng quả cảm làm người dân nể phục cùng tinh thần quyết liệt chinh phục mọi mục tiêu. Nhìn nhận rõ nội lực cũng như những vũ khí của riêng mình, Hiccup quyết định tự mình tung cánh, bay thẳng vào lòng địch để giải cứu bạn thân. Ngay khi đội quân đang bắt nhốt bầy rồng, Hiccup cùng đồng đội bay đến giải nguy cho Light Fury khỏi mũi tên đe dọa của Grimmel. Khi người thương không còn bị uy hiếp, đế vương Toothless cất tiếng báo hiệu đợt phản công. Lắng nghe lời hiệu triệu từ con đầu đàn, bầy rồng vùng dậy, bật xích, tung lồng thoát khỏi sự kiềm kẹp và thỏa sức tung bay trên bầu trời xanh. Cùng lúc đó, biệt đội luyện rồng đã đổ bộ đến chiến hạm và bắt đầu công kích, phá tan mưu đồ của những kẻ độc ác. Gồng hết sức lực, Toothless bật tung khóa mõm, khạc lửa đánh hạ tên thợ săn Grimmel. Bị dồn vào đường cùng, Grimmel nhảy đến Light Fury đang bị xích. Hắn đâm thuốc để khống chế cô rồng. Vừa kịp lúc, Hiccup cũng kịp thời đáp xuống nơi Toothless đang bị trói, tháo xích giải phóng cho người bạn thân. Cùng nhau, cặp đôi luyện rồng vĩ đại nhất bước vào cuộc chiến cuối cùng. Cả hai truy đuổi theo Grimmel đang cưỡi Light Fury tẩu thoát. Bỗng nhiên, những con Death Gripper ập đến, khóa chặt Toothless. Vận hết công lực, Toothless thể hiện sức mạnh vô đối, hiệu triệu sấm sét và một phát diệt gọn bầy địch thủ. Sau đó, cả hai phóng thẳng đến và đối đầu cùng tên hung ác. Giang đôi cánh rộng, Hiccup và Toothless cùng lao đến kẻ thù. Ngay tấp lự, Grimmel bắn nỏ vào cả hai. Hiccup nhanh chóng né được, nhưng Toothless lại lãnh trọn mũi phi tiêu nên ngất đi. Tung cước vào tên thợ săn, Hiccup đánh ngã hắn khỏi lưng Light Fury. Thế nhưng Grimmel lại kịp thời bám vào khiến cậu bị giật xuống. Không chút ngần ngại, Hiccup tháo khóa cho Light Fury rồi buông tay để cô nàng phi theo cứu người tình. Tên Grimmel nhất quyết không để kẻ thù thoát, cố gắng giật đứt đôi cánh của Hiccup rồi rơi tuột xuống, bám vào chân giả của cậu. Ngay khi biết Light Fury xé gió bay đến, Hiccup tháo chiếc chân giả khiến tên thợ săn ngã thẳng xuống biển. Quay trở lại với chiến hữu đang nằm bất tỉnh, Hiccup mừng rỡ khi Toothless vẫn bình an và tìm thấy một người thương, một nơi để thực sự thuộc về. Dù không hề mong muốn, Hiccup cũng phải thừa nhận sự khác biệt về chủng loài, vai trò, cũng như những hiểm họa sẽ tìm đến nếu giữ loài rồng sống tại Newburgh. Không chỉ vậy, Hiccup còn hiểu ra rằng nếu cứ tiếp tục, cậu cũng sẽ như Drago, bắt ép loài rồng dấn thân vào cuộc chiến chúng không hề mong muốn. I was so busy fighting for a world that I wanted. I didn't think about what you needed. Nghe theo lời dạy sâu sắc của người cha quá cố, tình yêu đi kèm với mất mát, Hiccup tháo gỡ chiếc yên quen thuộc khỏi lưng Toothless để trả lại sự tự do cho chú rồng yêu quý. Không chỉ trưởng làng, toàn bộ người dân của Newburgh cũng nói lời chia tay với những chú rồng thân thương, quay trở lại với cuộc sống trước đây, học cách đứng vững trên đôi chân của mình mà không có sự hỗ trợ của những sinh vật hùng mạnh. Nhìn lại người chủ bằng đôi mắt long lanh đầy tình thương, Toothless hiểu thấu từng lời nói. Dù không hề muốn rời xa, Toothless cũng phải làm điều cần thiết cho giống loài với vai trò là thủ lĩnh. Chạm đầu vào bàn tay thân quen,
Justice và Hiccup cùng sống lại thời khắc cả hai kết nối tâm hồn thuở xưa cũ. Chỉ khác là lần chạm này đánh dấu thời khắc chia ly, thời khắc cả hai được tự do sống cuộc đời của mình. Giống lên một tiếng đầy uy mãnh, Toothless dẫn dắt đàn rồng bay đi, tiến đến mảnh đất bí ẩn, nơi dành riêng cho loài rồng giữa thế gian rộng lớn. Nhiều năm sau, Hiccup đã kết duyên cùng Astrid và đi cùng hai người con đến tìm Toothless. Vượt qua màn sương mờ để chạm đến điểm tận cùng của thế giới, cả hai hội ngộ với gia đình Toothless, nay đã có thêm ba chú rồng con kháu khỉnh. Lại kết nối tâm hồn bằng cú chạm, Hiccup, Toothless cùng gia đình sải cánh trên bầu trời cao rộng. Dẫu bao thời gian trôi qua, những người con của Burke vẫn giữ gìn bí mật về loài rồng, về những người bạn tri kỷ đã vẽ nên một trang sử hào hùng mà thân thương. Trong những hành trình cuộc đời, hành trình gian nan nhất ắt hẳn là cuộc viễn chinh khám phá chính mình. Với Hiccup, nhân duyên cuộc đời đã cho cậu đối diện với một phần tâm hồn mang hình dáng chú rồng Toothless. Để rồi, chính lựa chọn sống thật, trọn vẹn và đến tận cùng đã giúp Hiccup gây dựng nên những di sản vô tiền khoáng hậu. Mình tin mỗi chúng ta đều là những cá thể độc nhất, đầy sự khác biệt về tính cách, gia cảnh cùng câu chuyện cuộc đời. Đối diện những điều đó, quyền lựa chọn lớn nhất để biến điều khác biệt có thành món quà hay là cục tạ đều do mình mà ra. Năm mới xuân sang, cầu chúc các bạn luôn tự tin với những điều khác biệt, mở lòng chấp nhận và yêu thương chính mình để có một năm rồng hôn nhiên, mạnh mẽ và đầy uy vũ như Toothless nhé. May the force be with you. I'm gonna make him an offer again. Play as time goes by. Hasta la vista, baby.